xin chào anh em nhá. Hôm nay thì mình sẽ chơi thử tờ game Du Long Thiên Hạ xem như thế nào đây. Đây, một phái đầu tiên là Du Long luôn. Ây à, nhìn khá là ngầu, có rồng giết các kiểu ở trên thương. Đấy, được cái chứ nhá. Để mình xem ra cái gì đấy. Du Long nhanh tay lựa gió, dẻo tựa Du Long. Ủa là như nào nhỉ? Xem trước có thể nhận được ngoại trang miễn phí. Ây à. Hả? Robot các kiểu luôn anh em ơi. Ghê vậy. Để mình xem bộ này là bộ gì. Uầy, trông rồng giết các thứ, trông kiểu ngày xưa có bộ truyện Eragon cậu bé cưỡi rồng ấy nhở. Bộ này thì giống có vẻ tướng quân này. Ôi nhiều skin thế à. Wow, amazing. Kinh vậy. Bộ này trông hơi to, màu á. Nhân vật chính của mình đâu? Đừng bảo nhân vật chính của mình là hóa rồng luôn anh em nhé. Ảo thật đấy. Để mình xem bộ này là bộ gì. Trời, chính ra bộ robot này là mình thấy khoái nhất này. Chính ra mình thích phong cách này. À, nhìn giống Lữ Bố trong Liên Quân nhỉ anh em nhỉ. Ý, cái skin Lữ Bố đấy anh em. Hợp lý nha. Để mình xem môn phái thứ hai là cái gì đây này. Đây mới gọi là cầm cái này vũ khí mới giống của Lữ Bố này. Nhưng mà nhân vật lại nhân vật nữ. Thế mới đau sờ cao chứ lị. Ơ, sao nhỉ. Rồi, nhân vật nữ ở đây mình xem có cái gì đây. Skin. Quá, nó giống mấy cái bộ kia vậy. Của Thinh Nhân Du Long nó cũng có mấy bộ mới nào. Đây là long nữ này. Đây là long nữ anh em nhé. Ui y hệt luôn. Ở đây này. Tiếp tục luôn này. Thề với anh em luôn là phong cách không khác gì nhau luôn ạ. Ảo. Rồi nhân vật này là nhân vật gì? Wow. Khoan. Giống một phái hỗ trợ nhỉ. Đào hoa. Tương tự thế thôi. Mình thấy nó không khác gì nhiều. Về cơ chế skill nó vẫn vậy. Mình thấy nhân vật Du Long này có vẻ là đẹp nhất nên là mình sẽ tạo nhân vật đấy luôn anh em nhá. Tên nhân vật không hợp pháp. Thì Andy thôi. Ok, tạo nhân vật xem nào. Tiến được luôn chưa? Ủa. Hôm nay bao biết các thứ kinh quá anh em ạ. Nên là chỉ có ở nhà chơi game và làm video cho anh em thôi. Có tội là bão, mưa, gió, rét các thứ. Mấy hôm đi ra ngoài đường. Ôi dồi ôi luôn, hò, rát họng các kiểu. Để mình xem xem. Thể loại game này kìa, kiếm hiệp à? Như nào? Mình cứ tưởng là một game thẻ bài cơ anh em ạ. Auto phát xem nào. Nhưng mà có vẻ như hơi lắc lác nhở. Để mình check thử một tí. Ui cái gì đấy? Ngựa cưỡi trên không luôn anh em. Đâu ta? Cái phần cài đặt đâu nhở? Mình muốn vào cài đặt để mình giảm bớt cái âm thanh hoặc là cái gì đấy đi cho đỡ giật chứ. Hiện tại là mình hơi giật nha. Chơi trên điện thoại có vẻ là mượn hơn một chút. Nhưng mà khi mình xử lý ở trên máy tính, đặc biệt là chơi bằng giả lập, thì mình thấy nó hơi bị giật lag một xíu xíu. Cái gì đây? Bot luôn à? Chưa gì đã đánh bot căng vậy. Chưa thấy có cài đặt nhỉ. Trong phần nhân vật có không ta? Ngoại trang hàm tước danh hiệu. Quá. Đâu rồi? Đâu nhỉ? Cài đặt trang bị luôn này. Chưa có rồi. Hoặc là ở một phần cài đặt nào đấy. À, hình như mình thấy là game còn đang tải nữa. Thì cho nên là có vẻ là khi vừa trải nghiệm vừa tải gói tài nguyên, nó sẽ hơi lag một xíu. Rồi ok, mình đã nhận được một con pet này. Con lên được VIP 1 luôn này. Free VIP luôn à. Xịn vậy, chiến lệnh này nếu mình nhanh luôn. Nhưng mà mình thấy là mấy con game kiểu như thế này thì đồ họa nó rất là đẹp. Nó đầu tư từ nhân vật cho đến skin, cho đến là pet củng thú cưỡi các thứ là rất chi là ok anh em nha. Rồi. Cái gì đây? Lên thẳng VIP 6 á. Như nào? Mua phát. Xác nhận luôn. Bạn hiện tại linh ngọc không đủ, phải đi nạp á. Ủa thì sao nó bảo lên hẳn VIP 6 rồi nhỉ? Đến nâng cấp, nâng bậc nhanh luôn. Khoan, mình chưa nghiên cứu tại sao lên thẳng VIP 6 luôn á. Dùng luôn đấy. Vẫn có chấm đỏ mua đây nhưng mà mình có đủ quái đâu mà mua. Hơi bịp tí anh em nhá. Rồi. Thu hồi thẻ nạp á. Chắc là mình phải nạp vào đây một cái gói gì đấy thì chúng ta mới có thể là lên được VIP 6 luôn. Càng ấy nhờ. Kinh công các kiểu ra gì vào này nọ phết đấy chứ. Hiện tại thì mình thấy game này vào phát là có thể ấn auto này. Đấy, nó sẽ tự động đánh cho chúng ta luôn. Nhưng đầu tiên thì mình có hai skill thôi. Rồi, cái này là cái gì đây? 50. Ôi, khoan, thẻ VIP à? Bot biết liên tục là xuất hiện này.
Gấu à? Lấy luôn này. 50 vé, 50 vé này để làm gì? Mô tả vật phẩm, nhận thẻ nạp không ngừng VIP 2. Có thể nhận 50 linh ngọc. À, trang bị này. Dùng này. Túi đồ xem nào. Đây. Dùng luôn. Yeah. Có như nào? Ảo thật đấy. Lấy nhanh 50 ở đây này. Cái này luôn này. Nhận 10 vé. Tiếp tục. Đúng không? Hết à? Có cái này hơi khó hiểu tí nhờ anh em nhỉ? À. Biết đâu lên được cấp này. Ô đúng. Tôi đã nhận. Ơ kìa. Wow. Khoan. Như nào? Khó hiểu vậy. À, không biết là bây giờ mình đã có thêm mấy tiên ngọc để mua cho lên thẳng VIP 6 vào đây để mua xem nào. Ủa, nó vẫn đang liên tục làm nhiệm vụ thế cho nên là hơi căng thẳng tí anh em nhá. Không có, làm gì có đâu. Có lên VIP 2 này. Cái này là phải làm nhiệm vụ thì mình mới lên được VIP 2. Chứ đâu phải là vào phát là lấy luôn đâu. Đây là có phần lấy nhanh này. Bỏ luôn này. Ngày 1 nhận thưởng thì có cái gì này? Có skin. Ai à? Được nhỉ? Căng thẳng dữ vậy. 68 kim phiếu trang bị luôn. Rồi để mình xem nào. Bỏ sao không hiện ra ngoại trang nhỉ? Kích hoạt thời trang xem nào. Đây. Bây giờ mình có thể là mặc đấy anh em nhé. Trông ngầu đấy. Đúng mùa hè ra bộ skin này nhịn được. Hợp lý luôn. Đấy nhở, skin dòng dết các thứ có vẻ là xịn sò có bò đấy anh em ơi. À, được không anh em? Hợp lý nhở. Này có thêm quả skin và vũ khí, kiểu nó là nhìn trông nó chất chơi người rơi hơn đấy. Nó full bộ nhìn nó được hơn. Nhưng mình cái cảm giác giống nhân vật lưu bố trong Liên Quân quá anh em ạ. Từ bộ skin cho đến cái phong cách này cũng kiểu thế, cởi trần một quần đùi hoa. Ảo ma Canada luôn nhỉ. À, thần khí xem nào. Mở khóa nhanh này. Rồi như vậy là mình đã mở khóa thêm được một cái thần khí. Nâng cấp nhanh phát. Rồi sao nữa? Tọa kỵ. À đây rồi. Đã mở được tọa kỵ anh em nha. Bạch mã luôn. Cái này là con gì? Cái này là như kiểu con linh dương ấy. Nhiều sừng vãi cả trưởng ra. Ây da. Tiếp tục là nhiệm vụ đi chứ. Túi đồ. Dùng luôn. Uầy. Căng ấy, nhưng mà mình mới có được 10 mảnh á. Chưa kích hoạt lực chiến cộng lên. Ủa, con này bạch trạch. Nhưng mà mình mới chỉ có 10 mảnh thôi. Phải thu tập tận 200 mảnh thì mới có thể được kích hoạt được. Thốn. Túi đồ sẽ còn gì nữa không để có thể là mở nốt xem nào. Cái gì đấy? Trang bị luôn này. Túi đồ. Có XP. XP để làm gì? XP lên cấp nhân vật à? Đây là có lệnh bài đánh boss. Dùng tiếp ớt. Căng thẳng phết nhờ. Cái lệnh bài bánh boss này mình dùng thử xem như thế nào. Được nhận thế. Cái này 12 giờ sau bị mất này. À, cái này là nạp ưu đãi à. Chưa hiểu. Nếu như anh em nào mà biết cái vé này sử dụng kiểu gì rồi, nhớ để lại comment ở bên dưới hướng dẫn mình phát nhé. Cái hạn giờ này cũng tương tự này. Dùng phát luôn xem nào. Lấy nhanh này. Có sao không thể hiện gì nhỉ? Tiếp tục là lấy nhanh. Ok. Như nào nhỉ? Ảo thật đấy. Hiện tại là mình nhận được thêm 5 mảnh em pet thì phải. Phẩm rất chi là cao anh em nhé. 1, 2, 3, 4, 4R. Vãi cả phẩm. Nhìn trông hoa hết cả mắt anh em ạ. Mình tin được. Cài đặt chiến linh xem nào. Nâng bậc nhanh. Ghê nhỉ. Chiến linh là cái gì? À, mở khóa nhanh luôn này. Thần binh à. Nâng cấp nhanh. Ok đấy. Tiếp theo là cái gì? Rồi kỹ năng. Ồ đúng rồi. Phải nâng cấp kỹ năng lên thôi. Nâng cấp nhanh luôn anh em nhé. Nâng cấp nhanh. Lực chiến cộng được hơn 1000. Nghĩa là mở khóa được full 4 skill rồi. Đấy, cuối cùng thì cũng đã có full bộ 4 skill để có thể là chiến đấu này anh em này.
Hiện tại thì mình vẫn là sử dụng auto thôi. Hôm nay là có cái gì đấy online. À, ở đây thì sẽ tiếp tục lấy luôn. Thẻ nạp 2 kim phiếu. Nhận thưởng ngày đầu tiên là có một cái khung. Thế thôi à? 2.000 vé gì này? Hả? Xác nhận luôn này 100 vạn. Ô, ảo nhờ. 2.000 vé. Đấy, có một cái này. Lấy nhanh luôn. Lấy trong ngày. Linh Ngọc. Khó hiểu nhờ anh em nhờ. Bực thực sự luôn đấy. Hôm nay nạp thật rút tiền mặt đã đạt 2.000 linh ngọc tối đa. Thẻ đặc quyền tiên tôn có thể tăng thêm 3.000 linh ngọc, tăng giới hạn. Thẻ đặc quyền xác nhận. Ui giời ạ. Nhìn chung là vẫn phải nạp hay sao ấy anh em ạ. Đi đâu dễ gì ăn được của game đúng không? Rồi đây thêm hai cái thẻ đánh boss dùng luôn này. 1 vạn dùng luôn này. Ok. Xem như thế nào đây, phúc lợi có cái gì không nhỉ? 2 phút online này, 5 phút online này. Thưởng cấp. Có lên cấp nhanh thế à? Nhận nhanh luôn xem nào. Woo, ngon luôn. Quà ký danh ngày đầu tiên thì tiếp tục là được 1.000 cái vé linh ngọc. Cái vé này bắt đầu khó hiểu đấy, chưa hiểu dùng kiểu gì cho nó hiệu quả luôn á. Ok, trang bị. Rồi thì hiện tại thì mình thấy con game này phong cách kiếm hiệp thôi, thì anh em nào mà thích kiểu phong cách kiếm hiệp thì có lẽ là tải cái tựa game này về chơi thì nó cũng hợp lý. Có thêm một con game để chúng ta thay đổi ở trong hè, đúng không? Rồi, check thử qua xem nào. Rồi, còn về hệ thống skill các kiểu thì mình không biết là các nhân vật khác như thế nào, nhưng về đối với cái nhân vật Du Long này thì mình thấy kiểu như là rồng băng ấy, anh đấm ra gì và này nọ. Nhưng cá nhân mình thì mình thấy những tựa game mà cày cuốc kiểu như thế này thì tiêu tốn khá là nhiều thời gian. Có thể là sẽ không phù hợp với những anh em nào mà kiểu đi làm nó hơi bận rộn tí ấy. Thì nó sẽ không có mấy cái kiểu như là AFK, hoặc là những anh em nào mà yêu thích để loại gacha các kiểu thì các đây là không phải là con game dành cho anh em rồi. Đây chủ yếu dành cho những anh em đam mê kiếm hiệp thôi. Ok, thì anh em thấy tựa game mình như thế nào nhớ để lại comment ở bên dưới nhá. Và chúc anh em chơi game vui vẻ, đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video review game mới nha anh em.